Ngày 2 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Nguyên Thành Thông, 23 tuổi và Lê Thị Mỹ Anh, 17 tuổi cùng quê An Giang, từ Tiền Giang về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra. Thông và Anh là hai nghi can sát hại anh Nguyễn Trọng Ca, 22 tuổi quê ở Hậu Giang, bằng hàng chục giác giao tại một khu đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương vào rạng sáng ngày 31 tháng 7. Trước đó vào tối ngày 1 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Thuận An, Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ hai người khi đang trốn tại tỉnh Tiền Giang. Theo lời khai ban đầu của hai nghi phạm, Thông là người yêu của Mỹ Anh, cả hai không có nghề nghiệp ổn định, ăn chơi lêu lỏng. Để có tiền tiêu xài, đôi nam nữ này nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền. Để thực hiện ý định, Mỹ Anh lên mạng xã hội làm quen với nhiều nam thanh niên, rồi dẫn dụ họ đến địa điểm định sẵn nhằm cướp tài sản. Sau khi làm quen được với anh Nguyễn Trọng Ca, tối ngày 30 tháng 7, Mỹ Anh hẹn với anh này đến khu đất trống trên đường Thuận Giao 25 để gặp mặt. Tại đây, cả hai đã khống chế, đánh tới tấp anh Ca. Mỹ Anh dùng ớt bột ném vào mặt nạn nhân, còn Thông cầm dao tấn công hàng chục nhát vào người anh Ca. Sau khi sát hại anh Ca, cả hai lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát về hướng các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên đang trên đường bỏ trốn thì bị các trinh sát bắt giữ. Sáng ngày 2 tháng 8, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng cho ban chuyên án 50 triệu đồng vì thành tích khám phá nhanh vụ án giết người. Phòng cảnh sát hình sự nhận định cặp đôi này từng thực hiện nhiều vụ cướp khác, nên thông báo nếu ai từng bị đôi nam nữ này cướp tài sản thì liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra.